Người ta chấm sô-cô-la, còn mình đi chấm xương thọ. Cái thằng Hải Đăng này đã nhận tiền quảng cáo lại còn thích chê bai à? Nhưng mà rất tiếc, bánh quy lại bán rất chạy. Đơn hàng này, đơn hàng này, đơn hàng này, đơn hàng này, đơn hàng này. Nhà bác đang phải căng cơ đít, thít cơ vai, đóng hàng cho các cháu đây nhá. Bánh quy chấm sữa, nghe lạ nhưng mà ngon. Thậm chí là bác Thước đã mua rất nhiều sữa ông Thọ để sẵn sàng tặng quà cho các cháu. Bánh quy còn được bác bọc đến 3 lớp chống sốc để đảm bảo an toàn nhất có thể. Ôi trời ơi, nó ngậy này, nó béo này, đã ngọt ngào lại còn rất giòn. Cơ mà thấy các cháu rất thích tặng chân gà, đúng, nên bác gia hạn chương trình mở bán thêm 200 đơn nữa nhá. Tức là mua một hộp bánh quy que tăm được tặng 2 chân gà, nhưng mà thêm có 200 đơn nữa thôi. Nhưng mà bạn nào có thiện chí mua 2 hộp bánh quy que tăm, bác sẽ tặng cho 2 hộp sữa ông Thọ, 2 cái chân gà, 2 cái bánh đậu đỏ, mà lại còn phò đi ship. Cứ thoải mái mua đi, quà nhà bác là biển. Bánh quy chấm sữa nghe thì rất lạ, nhưng mà thử đi, món này có khi là hot trend mới đấy.